Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi Và hôm nay là cái ngày mà chúng ta cũng đã chờ đợi từ bấy lâu nay các bạn Cuối cùng chúng ta cũng đã có Ether Spot ETF giao dịch ngày đầu tiên tại Hoa Kỳ Và hôm nay đây chúng ta có thông tin dày đặc luôn Và có rất là nhiều cái sự bất ngờ Bất ngờ liên quan tới Ethereum, bất ngờ liên quan tới Bitcoin và nhiều thông tin khác Hôm nay có thể là một cái video nó khá là dài các bạn Thường sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin này một cách lo trước nhất có thể nhưng mà trước hết á, thì tôi muốn dành một ít uh, thời gian đầu video để mà chia sẻ với các bạn đó là kênh thuận capital còn vài ngày nữa đã chính thức bước qua năm thứ bảy rồi các bạn thời gian trôi qua thật sự quá nhanh các bạn bảy năm nghe như rất lâu nhưng mà thuận cảm thấy nó giống như là ngày hôm qua gì đó thì rất cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh trong vòng bảy năm qua nếu như không có các bạn sẽ không có thuận capital ngày hôm nay và cái thuận có thể làm đó đó chính là tiếp tục chia sẻ những thông tin với các bạn không những là những lúc mà thị trường sôi động, bolus các bạn, mà nhất là những lúc mà thị trường nó đầy ảm đạm, đầy sự lo sợ, nhất là những lúc như là chúng ta nói tới năm 2022, Nhưng lúc đó đó không có dễ để làm youtube được bạn nhưng mà thuận cố gắng chia sẻ với các bạn, chúng ta cùng nhau động viên lẫn nhau để mà vượt qua những thời điểm khó khăn như là năm 2022 như là năm 2018 các bạn và cuối cùng là chúng ta cũng đã cùng đồng hành trong thị trường này đã đã 7 năm rồi. Ngoài việc đó ra đó thì uh, thuận cũng muốn nhân dịp này để mà tặng các bạn một uh, số quà nhỏ nhỏ các bạn. Trong đó chúng ta có tổng cộng sẽ có là ba cái ví lạnh cho Joseph Ba và 93 cái áo kỷ niệm logo Thuận Capital và 53 cái nón kỷ niệm logo Thuận Capital. Cái cơ chế những giải thưởng này đó Thuận đã đăng ở trên những mạng xã hội cũng như là trên YouTube các bạn có thể tìm đọc và hy vọng các bạn tham gia cùng kênh nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập này. Và hôm nay đã không muốn dành quá nhiều thời gian để mà chia sẻ về cái phần này tại vì chúng ta còn nhiều thông tin khác tôi muốn đề cập đến. Và đương nhiên cái thông tin mà nhiều bạn muốn biết không gì khác hơn đó chính là liên quan tới các quỹ Ether Spot ETF thì hôm nay họ đã chính thức bắt đầu rồi các bạn và tất cả các quỹ đều đã bắt đầu ngày hôm nay và các bạn thấy được là chúng ta cũng giống như là cái thời điểm mà có Bitcoin Spot ETF, chúng ta cũng có những cái quỹ đầu tư lớn như chúng ta nói tới Franklin thì hôm nay họ đã đổi cái hình đại diện ở trên X thành cái hình đại diện của họ nhưng mà cái mắt kính thì có logo Ethereum các bạn. Chúng ta thấy được là Franklin là một công ty đầu tư Hoa Kỳ rất là lớn. Nếu nói về cái độ lớn thì đương nhiên không thể nào mà lớn bằng BlackRock hay là Fidelity các bạn. Đó chính là công ty lớn thứ nhất trên thế giới và lớn thứ trên thế giới, chúng ta có thể thấy được là Franklin thì nằm hạng thứ 18 nhưng mà họ vẫn quản lý là hơn 1,6 nghìn tỷ và chúng ta cũng thấy là ngoại trừ Franklin ra chúng ta cũng có những cái công ty như là chúng ta nói tới VanX thì họ cũng đã đổi cái trang chủ của họ thành iShares e Spot ETF ngày hôm nay các bạn để quảng bá cho cái sản phẩm này cùng với lại BlackRock các bạn BlackRock khi các bạn lên trên trang web chính chính là iShares thì các bạn sẽ thấy được là họ cũng sẽ có cái thông tin liên quan tới e Spot ETF ngay trên trang đầu tiên những hành động này đó không những là về mặt quảng bá các bạn mà nó còn có một ý nghĩa khác có nghĩa là chúng ta thấy được là sản phẩm này không phải là một cái sản phẩm thông thường mà họ tung ra hàng năm rồi các bạn các bạn nhìn thấy được là Franklin Templeton họ đổi cả cái hình logo đại diện hiện bây giờ đương nhiên đó họ chỉ đổi có thể là trong vòng vài ngày tới đây mà thôi nhưng mà cũng cho các bạn thấy là họ rất là nghiêm túc với lại cái thị trường này các bạn chúng ta cũng thấy được là những cái người đứng đầu công ty Chúng ta nói tới BlackRock đó, chúng ta không phải nói tới là một giám đốc cấp cao của BlackRock Mà chính CEO của BlackRock là Lê Phiên Là người mà đứng ra để mà quảng bá cho những sản phẩm này Cho các bạn thấy được là họ coi trọng thị trường này như thế nào Nhưng mà hôm nay đó thì cuối cùng các bạn thấy được là những quý này đã bắt đầu giao dịch Và riêng về BlackRock thì họ cũng đã vừa ra mắt một quảng cáo Ethereum Nó dài khoảng chừng là một phút 45 giây các bạn chúng ta sẽ không có xem video này thì vì nó cũng đã khá là nhàm chán đây là cái video giải thích ethereum là gì và tại sao nên đầu tư vào ethereum các bạn và một cái video nó cũng rất là đơn giản mà thôi những cái thông tin mà chúng ta cũng đã biết rồi nhưng mà cái video này đây nó nhìn nhàm chán tại vì nó không dành cho chúng ta các bạn nó dành cho những người đầu tư mà có thể là có tuổi hơn những người mà đang đầu tư với Black blackrock hiện bây giờ đây là những cái video đó mà họ có thể chia sẻ cho khách hàng của họ các bạn thì được đây chính là cái đối tượng mà những cái quỹ này đang nhắm tới chứ không phải là chúng ta các bạn những người mà trong thị trường này đó thì có thể là mua Ether trực tiếp hay là Bitcoin trực tiếp chúng ta không cần phải thông qua họ nhưng mà những người trong thị trường forward đó thì họ sẽ cảm thấy an toàn hơn và tin tưởng hơn khi mà họ mua những sản phẩm crypto thông qua những công ty như là Blackrock hay là Fidelity và bây giờ chúng ta hãy nói tới cái khối lượng giao dịch đi thì chúng ta sẽ nói tới hai điều các bạn thường nó chúng ta sẽ quan tâm đến dòng tiền mà thôi nhưng mà những ngày đầu tiên đó chúng ta muốn xem khối lượng như thế nào cái khối đường giao dịch thì nó cho chúng ta biết được là cái sự quan tâm của những nhà đầu tư Đến với lại thị trường này như thế nào các bạn Còn về cái dòng tiền đó, Thì nó liên quan đến là ai mua hay là ai bán Thì các bạn nhìn thấy được là Nói riêng về khối lượng giao dịch đó, Thì chúng ta đã có khối lượng hơn 1 tỷ đô la các bạn Đây là một cái khối lượng giao dịch Rất là cao so với những cái quỹ ETF khác Cái ngày đầu tiên mà ra mắt Nói chung là nếu các bạn chỉ so sánh Cái quỹ E từ ETF với những cái quỹ ETF thông thường đó, Thì ngày đầu tiên mà có giao dịch hơn 1 tỷ Là rất thành công rồi các bạn Nhưng mà cái khối lượng này đó Thì đâu đó khoảng chừng là 25% so với ngày đầu của Bitcoin ETF mà thôi Và chúng ta thấy được là tùy theo các bạn hỏi ai Ước tính á, ở trên Wall Street thì cũng đâu đó khoảng chừng là 20% khối lượng của Bitcoin cho ngày đầu tiên Thì chúng ta nhìn thấy được là nói chung á, thì đây cũng là một cái sự thành công của Ether Spot ETF Tại vì chúng ta không thể so sánh ngang với lại Bitcoin ETF được Như thường đã chia sẻ với các bạn trong video trước đây Bitcoin là cái thương hiệu hàng đầu các bạn Giống như chúng ta không thể so sánh cái khối nền dịch của thị trường bạc với thị trường vàng được các bạn Nhưng mà nói chung á, thì uh, các bạn thấy đây cũng là một cái sự thành công trong

còn về giá cả của Ether thì sao? Thì cái điều thú vị ngày hôm nay đây chúng ta thấy được là Ether ở mức là 3437 thực ra mới đây chúng ta thấy Ether xuống thêm một chút nữa. Chứ còn hồi sáng này đó khi mà giao dịch trên sàn chứng khoán đó thì các bạn thấy được là Ethereum giá cả cũng cỡ ngày hôm qua mà thôi. Và cho dù chúng ta nhìn vào hiện bây giờ đã giá của Ether giảm 1% thì nó cũng không thể gọi là hình tượng sell news của các bạn trên trang bản đó Ether giảm 1% nhưng mà nhiều đồng khác đã giảm nhiều hơn Ether ngày hôm nay và chỉ giảm 1% đó thì cũng không phải là cái gì gọi là quá bất ngờ hay là quá kinh khủng đâu các bạn và chúng ta cũng đã biết đó là có rất là nhiều người đó họ nghĩ là sẽ có hiện tượng sell the news tương tự như là Bitcoin Spot ETF và thường cũng đã giải thích vài lần với các bạn nó có một số cái sự khác nhau so với lại Bitcoin ETF thứ nhất đó là giá Ether không có tăng mạnh trước khi mà bắt đầu giao dịch các bạn thứ hai nữa là chúng ta có cái quỹ Trayscale Mini cho nên chúng ta có một số yếu tố nó khác nhau cho nên chưa chắc chúng ta sẽ có hiện tượng Saturday News và cho tới bây giờ đó hiện tượng Saturday News vẫn chưa xảy ra điều đó nó cũng rất là lạc quan rồi các bạn và thêm vào đó nó khi chúng ta nhìn vào dòng tiền đó thì cũng rất là quan luôn chúng ta nhìn thấy được ngày hôm nay i hiện bây giờ đó chúng ta vẫn còn chờ hai quỹ đó chính là quỹ BlackRock và quỹ của Invesco à, cho chúng ta biết là dòng tiền của họ là bao nhiêu nhưng mà các bạn thấy được là ngay bây giờ đó khi các bạn nhìn vào total đó có nghĩa là tổng thì đang âm 165 triệu nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là hôm nay cái quỹ Trayscale đó họ bán kinh khủng luôn các bạn ngày đầu tiên mà chúng ta thấy dòng tiền rời khỏi Trayscale đó đã lên tới là 484 triệu đô la rồi các bạn các bạn nên nhớ đó cái quỹ Trayscale là họ có đâu đó khoảng chừng là hơn 9 tỷ đô la có nghĩa là ngày hôm nay chỉ ngày đầu tiên thôi là 5% đã rời khỏi cái quỹ Rayscale rồi. Nhưng mà ngược lại đó chúng ta đã thấy được là cái dòng tiền tích lũy từ những quỹ khác đó không hề nhỏ. Chúng ta có Bitwise làm cho mọi người bất ngờ đã thu vào 204 triệu. Chúng ta có phải đeo đi thu vào 71 triệu. Chúng ta có Franklin thu vào 13 triệu và chúng ta có quỹ Rayscale Mini các bạn. Đây là cái quỹ Rayscale mà có khoảng chừng là 1 tỷ đô la trong đó và cái phí thấp hơn thì các bạn nhìn thấy được cũng đã thu vào 15.1 triệu. Thì từ cái mức tức là âm 484 triệu sau khi mà Rayscale bán đó hôm nay chúng ta có cái mức hiện bây giờ là âm 165 triệu coi như cũng rất là tốt rồi có thể nói được là phần lớn cái số lượng tiền rời khỏi Ray scale đó khả năng cao là đi vào những quý còn lại các bạn cái số lượng mà thật sự rời khỏi đó là 165 triệu hiện bây giờ mà thôi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái con số từ BlackRock và con số từ Invesco các bạn khi mà có đó con số này có thể là còn xuống thêm nữa cho chúng ta thấy được đây là một cái ngày coi như cũng rất là thành công về dòng tiền rồi. Scale bán tới 5% phần trăm cái số lượng mà họ có các bạn con số kinh khủng như vậy mà chúng ta hiện bây giờ chỉ có âm 165 triệu mà thôi và đương nhiên các bạn cũng đã nhớ đối với Grayscale đó thì họ sẽ có cái dòng tiền rời khỏi đó một thời gian có thể là vài tuần có thể là một hai tháng nhưng mà sau đó đó thì chúng ta thấy được là dòng tiền nó sẽ bị khẩn lại các bạn và từ từ đó nó sẽ trở thành một cái dòng tiền ra vào không đáng kể nữa giống như chúng ta nhìn vào Bitcoin Spot ETF những cái ngày đầu tiên đó chúng ta nhìn thấy được là nhiều khi họ có dòng tiền rời khỏi là 600 triệu 700 triệu tới bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là chúng ta có dòng tiền rời khỏi đâu đó là 20 triệu 30 triệu mình thôi không có đáng kể và thậm chí chúng ta cũng có dòng tiền dương đến từ rescale with contrast cho nên quỹ withdraw scale ether cũng như vậy các bạn mới đầu sẽ có dòng tiền rời khỏi nó sẽ được hấp thụ bởi những quỹ còn lại mới đầu chúng ta có thể có cái dòng tiền âm một thời gian đây là điều mà tôi nghĩ là những bạn nào theo dõi kênh cũng không có quá bất ngờ. Những kết quả ngày hôm nay đó có thể nói là không có làm các bạn bất ngờ về đây là một cái tin tức xấu mà có thể làm các bạn thậm chí bất ngờ là nó lạc quan hơn chúng ta nghĩ. Tại vì chúng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý là có khả năng chúng ta thấy dòng tiền đòi khỏi rất là nhiều các bạn. Và những cái quỹ còn lại đó thì không thu vào bao nhiêu. Ít ra chúng ta biết những quỹ còn lại đó thu vào cũng không có thấp đâu các bạn và chúng ta cũng thấy cái volume giao dịch cũng cao coi như cũng khiến cho nhiều người nhẹ nhõm hơn là ok chúng ta chỉ cần vượt qua thời điểm ban đầu khi mà Rayscale bán mà thôi tại vì ít ra sau ngày đầu tiên nên chúng ta cũng thấy được là cái volume giao dịch cũng cho thấy có nhu cầu đến từ những nhà đầu tư forward tại vì không giống như Bitcoin các bạn có rất nhiều sự lo lắng là cái sản phẩm này có thể không thu hút được cái sự quan tâm đến từ nhà đầu tư forward tại vì chúng ta nói tới Bitcoin đó thì họ dễ hiểu hơn Bitcoin là vàng điện tử các bạn và nói riêng về Bitcoin đó thì về phương diện là tài sản lưu trữ giá trị hay là vàng điện tử đó thì không có đồng nào cạnh tranh với Bitcoin hết và chúng ta thấy được Bitcoin đó thì có cái số lượng ấn định là 21 triệu câu chuyện của Bitcoin rất là dễ hiểu nhưng mà đối với Ether đây thì nó lại khó hiểu một chút các bạn Ether không có cái số lượng ấn định và Ethereum là một cái nền tảng hợp đồng thông minh nhưng mà chúng ta lại có những cái nền tảng hợp đồng thông minh khác là Solana, Cardano là cạnh tranh thì Ethereum nó so với những nền tảng đó là như thế nào các bạn thấy được là nó có nhiều cái câu hỏi hơn nhưng mà ít ra ra sao ngày đầu tiên các bạn thấy được là cái tình hình nó cũng rất là quan hiện bây giờ tuy chúng ta nhìn thấy được là giá của Ethereum hiện bây giờ giảm khoảng chừng là một phần trăm nhưng mà cái phần phần trăm giảm này đó nó không có liên quan đến việc là sản phẩm Ethereum ETF thất bại các bạn. Nó chỉ liên quan đến cái tình hình chung của thị trường hiện bây giờ mà thôi. Nhất liên quan tới chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin hôm nay đã giảm gần 3%. Thì tại sao chúng ta sẽ nói tới thông tin đó một lát nữa. Thì đây là cái tình hình liên quan tới Ethereum các bạn. Thì chúng ta có thể tóm tắt như thế này. Ngày đầu tiên đó, thì Sara News vẫn chưa có xảy ra cái khối lượng giao dịch thì cũng gỡ như kỳ vọng và dòng tiền thì coi như cũng rất lạc quan các bạn mặc dù vẫn đang âm 165 triệu nhưng mà cái con số này đó chúng ta phải so sánh với lại cái số lượng rời khỏi Grayscale cực kỳ kinh khủng là 484 triệu đó là cái tình hình của Ether hiện tại khi nào mà có những cái tin tức liên quan tới BlackRock hay là Tesco thì sẽ cập nhật trên mạng xã hội với các bạn để chúng ta nắm được cái thông tin cuối cùng như thế nào trước khi chúng ta bước qua ngày mới và có nhiều bạn nói là khi chúng ta nghĩ đến cái số lượng giống như của chính phủ Đức đi thì họ có khoảng chừng là hai ba tỷ gì đó các bạn nhìn thấy được thị trường nó cũng đã bị trao đảo và họ bán cả tuần thì mới hết cái số lượng đó khi chúng ta nói tới cái số lượng của Drayscale Ethereum đó họ có tới gần 3 triệu Ethereum các bạn nghĩa là khoảng chừng là 10 tỷ đô la thì họ bán khi nào mới xong lúc đó đó giá cả có thể rất là tơi tả thì để được nhắc lại các bạn nhớ khi mà bắt đầu có Bitcoin Spot ETF đó, lúc đó Rayscale cũng có cái số lượng rất là kinh khủng các bạn. Kinh khủng cái nào đó để thằng zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Thì lúc đó đó chúng ta nhìn thấy được là Rayscale đó có tổng cộng là 619.000 Bitcoin Các bạn có thể tưởng tượng là 619.000 Bitcoin là nhiều như thế nào Còn nhiều hơn cả cái số lượng mà MicroStrategy có nữa các bạn Và họ liên tục và liên tục bán Tới ngày hôm nay nữa các bạn đâu phải là họ ngưng đâu Chúng ta nhìn thấy được là họ vẫn liên tục liên tục bán Cho tới bây giờ đó thì từ 619.000 Bitcoin họ chỉ còn có 272.000 mà thôi Và đã bán liên tục đó có thể nói được là từ thời điểm tháng 1 cho đến bây giờ Trong nhầm nửa năm qua đó họ bán Thì ban đầu đó sau khi mà có Bitcoin Spot ETF chúng ta thì là có hiện tượng sell the news giá Bitcoin giảm có chừng là 20% Rồi sau đó giá nhanh chóng hồi phục cho lại các bạn Và lập đỉnh mới vào tháng 3 Và bây giờ đó giá Bitcoin vẫn mức là 65.000 đô Thì khi mà có Bitcoin Spot ETF đó, Lúc đó thì chúng ta nhìn thấy ngày đầu tiên đó giá Bitcoin thì đâu đó khoảng chừng là 42 43 000 đô mà thôi. Và so sánh tới bây giờ đó cho dù Scale vẫn bán và bán rất là nhiều trong thời gian qua chúng ta vẫn nhìn thấy được là giá Bitcoin lại tăng từ 43 000 đô lên tới 65 000 đô hiện tại chứ đừng nói tới cái mức cao là 73 000 đô. Và phần lớn những cái số lượng Bitcoin đó được hấp thụ bởi những quỹ còn lại và đặc biệt là quỹ BlackRock các bạn họ trở thành quỹ Bitcoin Smart ETF lớn nhất trên thế giới và thông tin cái sự kiện tương tự cũng sẽ xảy ra đó với Ethereum thì chúng ta sẽ thấy được là cái tốc độ bán của Traderscale nó sẽ cao ban đầu rồi từ từ tốc độ bán nó sẽ giảm xuống giảm xuống ngày họ lại càng sẽ có ít Ethereum hơn và số y từ đó ra sẽ được từ từ di chuyển qua những quỹ còn lại có thể là lại bị Traderscale lấy hết tới các bạn <laughs> và một cái thông tin nữa liên quan tới ETF trước khi chúng ta chuyển qua nói tới những cái thông tin liên quan tới Bitcoin thì một điều có thể là nhiều bạn cũng không có làm bất ngờ đó chính là công ty Vanguard các bạn Vanguard là công ty quản lý tài sản lớn thứ hai trên thế giới các bạn thấy được là hiện bây giờ chúng ta có ba công ty lớn nhất trên thế giới quản lý tài sản thứ nhất đó là chúng ta nói tới BlackRock các bạn BlackRock quản lý đó là hơn 10.000 tỷ đô la chúng ta có Vanguard quản lý là hơn 9.000 tỷ và Fidelity đứng hạng thứ ba là quản lý hơn 5.000 tỷ thì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là blackrock đó ủng hộ crypto Fidel đều để ủng hộ crypto nhưng mà Vanguard đó thì không ủng hộ các bạn và hôm nay đã Vanguard mặc dù họ đã có một cái CEO mới nhưng mà họ cũng đã thông báo họ sẽ không hỗ trợ giao dịch cho quỹ Ether ETF có nghĩa là những người nào mà có cái account ở trên Vanguard đó các bạn không thể dùng account đó để mà mua những cái cổ phần liên quan tới Ether ETF được cũng tương tự như là họ không hỗ trợ Bitcoin ETF các bạn và cũng không có gì là quá bất ngờ khi mà chúng ta đã thấy được trước đây đó họ cũng không hỗ trợ Bitcoin và họ không không có tin, Bitcoin hay Ether hay là vàng là những cái tài sản đáng lưu trữ dài hạn, họ chỉ tin vào chứng khoán và trái phiếu mà thôi. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là nền tảng quen thuộc Exem. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. XM là nền tảng giao dịch tài chính đang phục vụ hơn 10 triệu khách hàng, 120 quốc gia và hỗ trợ 30 loại ngôn ngữ. XM cung cấp nhiều sản phẩm giao dịch cho các bạn lựa chọn ngoài Forex như là hàng hóa, cổ phiếu, kim loại, năng lượng và có cả crypto giúp bạn bao quát toàn bộ thị trường. Hiện nay đó thì có rất nhiều cách để bạn có thể gia tăng thu nhập trong thị trường tài chính, không chỉ có mỗi việc giao dịch hoặc là hô. Đó chính là các chương trình trở thành đối tác hay chúng ta thường biết đến với tên gọi là affiliate. Việc chọn sàn nào để có thể làm đối tác, gia tăng lợi nhuận bền vững cũng là một điều khá quan trọng với những người mới. Các bạn có thể tìm hiểu XM nền tảng giao dịch tài chính với hơn 10 triệu khách hàng toàn cầu. Khi mà trở thành đối tác XM thì bạn có thể nhận được hoa hồng cạnh tranh lên tới 25 đô mỗi lot cho một giao dịch và hoàn toàn không bị giới hạn bởi số lượng hoa hồng trên một khách hàng hay là trên một khung thời gian ngoài ra đó bạn còn được xem cung cấp rất nhiều tài liệu truyền thông và công cụ quảng cáo để giúp bạn tìm khách hàng dễ dàng hơn những tài liệu này sẽ giúp cho các bạn vững vàng hơn trong những bước đi đầu tiên khi tạo cho mình một nguồn thu nhập mới để có thể trở thành đối tác của XM, bạn có thể tham khảo trang web thùng để bên dưới trong phần bình luận và nhấn vào tạo tài khoản đối tác. Sau đó bạn có thể điền và xác nhận thông tin theo yêu cầu và bấm vào mở tài khoản đối tác để mà gửi thông tin. Hệ thống của XM sẽ xem xét thông tin và liên hệ với bạn để mà xác nhận. Vì là xong, trở thành đối tác của XM cũng là một lợi thế vì đây cũng là một cách để bạn kiếm thêm thu nhập mà không phải giao dịch trực tiếp trong thị trường tài chính. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Cũng như thường lệ như mà nào có hứng thú đó Thì những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái phần mô tả của video này Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những cái thông tin đã bật trong video ngày hôm nay Về tình hình chung của thị trường đó thì chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin hôm nay giảm nó gần 3% Tổng số vốn hóa nó hiện bây giờ vẫn hơn 2,5 nghìn tỷ các bạn Ngày hôm nay đó thì tổng số vốn hóa xuống 2.6% Và chúng ta nhìn thấy được là phần lớn thị trường là một màu đỏ hiện bây giờ Về Bitcoin đó thì hiện bây giờ là 65.590 94 đô các bạn giảm gần 3% ngày hôm nay đó thì tại sao vậy tại vì chúng ta có một cái thông tin các bạn và chúng ta cũng thấy được là Malgox đã có nhiều động thái trong vòng 8 giờ qua chúng ta cũng đã thấy là, là Thuận đã chia sẻ là Malgox có nhiều những cái giao dịch nhỏ các bạn giống như là 0.0 mấy bitcoin mà thôi thường họ sẽ thử trước trước khi họ di chuyển số lượng lớn hơn và chúng ta thấy được là họ đã di chuyển rất là nhiều cái số lượng bitcoin và trong đó, đó có tổng cộng là 5.110 BTC nghĩa là khoảng chừng 340 triệu vào 4 địa chỉ ví của Bitstamp. Bitstamp đó là một trong năm sàn giao dịch mà người quỹ thác của Mao đang làm việc để mà trả lại tiền cho những cái chủ nợ như nạn nhân của Malgox các bạn và chưa bị stem ra chúng ta cũng nói tới sàn Kraken thì chúng ta cũng thấy được hôm nay đã có những cái giao dịch đó và chúng ta nhìn thấy hiện bây giờ ra ví của Malgox vẫn còn khoảng chừng là 6 tỷ Thuận nghĩ việc là Malgox trả tiền bây giờ cũng không còn là quá lạ với là nhiều bạn rồi họ cũng đã bắt đầu di chuyển tiền đó cách đây cũng là một hai tuần rồi các bạn chứ không phải là mới ngày hôm nay đâu và chúng ta cũng đã từng chia sẻ những cái thông tin như là các bạn đã nhớ là cách đây một tuần đó thì Thuận đã nói là cái nguồn tin nội bộ của Thuận đã xác nhận là Malgox đã chính thức thanh toán cái số tiền như đã hứa rồi các bạn Và chúng ta cũng đã thấy được là nhiều người ngày hôm nay đó họ cũng đã xác nhận trên những mạng xã hội là họ đã nhận được tiền từ sàn Kraken Tại vì các bạn đã nhớ đó là cách đây một tuần thì uh, Mao gửi tiền cho sàn Kraken Sàn Kraken đã, đã nói với lại những cái chủ nợ là trong vòng 7 tới 14 ngày đó sẽ từ từ đưa tiền đó cho họ Và hôm nay đã nhiều người nói là họ đã nhận được số tiền đó từ sàn Kraken Có nghĩa là họ có thể lựa chọn là HODL hoặc là bán Bitcoin của mình Và cái họ nhận được đó chính là Một phần Bitcoin và một phần Bitcoin Cash Tại vì năm 2017 đó Thì Bitcoin đã tách ra làm hai cái bạn Bitcoin và Bitcoin Cash Thì chúng ta thấy được là cái mà đang xảy ra Trên thị trường đó đối thuận thông tin là chúng ta đang đối đầu với lại cái lực bán cuối cùng đã xuất hiện từ những người mà họ đã nhận được Bitcoin rồi có thể nói được là những cái ngày trước đây đó có thể đã có ai nhận trước đó cái đó thường không biết được các bạn hay là thị trường nó thật sự chỉ phản ứng với tin tức liên quan tới Magos trả tiền hơn là thật sự là có nhiều lực bán đó từ Magos nhưng mà ngày hôm nay đó với sự xác nhận của nhiều người thì có khả năng là cái lực bán chúng ta nhìn thấy đó chính là những người mà họ thật sự muốn bán Bitcoin chúng ta cũng đã biết đó là cái số lượng Bitcoin này được trả cho những nạn nhân trực tiếp và những người đó họ sẽ lựa chọn là lưu trữ hay là bán không ai cũng bán đâu các bạn mà không ai cũng bán cùng một lúc và chúng ta thấy được nếu như mà hiện bây giờ đã có lực bán chúng ta chứng kiến khi mà được trả khoảng chừng thường nhớ là 2 tỷ hay gì đó mà lực bán nó chỉ đẩy giá Bitcoin xuống chỉ có là 3% mà thôi thì coi như đó cũng không có nhiều như chúng ta đã chuẩn bị tâm lý kế hoạch cũng đã nhớ chúng ta chuẩn bị tâm lý cho một cái mùa hè đầy sôi động rồi tại vì chúng ta sẽ có cái lực bán đến từ Grayscale bây giờ đã xuất hiện rồi các bạn thì chúng ta thấy được là ở cái mức giảm 3% đó có nghĩa là cái lực bán không phải là nhiều lắm đâu các bạn đủ nhiều để đẩy giá Bitcoin xuống nhưng mà 3% trăm cũng không phải là một cái con số giảm mà chúng ta chưa từng thấy đâu không phải là 90% hay gì hết Nhiều người xem đây là tiêu cực các bạn nhưng mà Thuận nó nghĩ tích cực hơn nếu như mà đây là cái lực bán từ những người mà họ thật sự muốn bán Bitcoin của mình Các bạn nên nhớ là những người nạn nhân của Mao đó là những người mà đã tham gia thị trường này còn trước Thuận nữa các bạn Sao gót xóa sản Thuận nhớ là năm 2014 khi là họ đã tham gia trước đó nữa À, và tới bây giờ đó, họ cũng là những holder đã ở trong thị trường này 10 năm rồi có thể họ có lòng tin vào BTC còn chắc chắn hơn là cả thuận nữa nhưng mà đương nhiên cũng sẽ có người họ bán thì vì họ cần tiền để làm gì đó Tôi nghĩ như mà nào mà theo dõi kênh trong vòng mấy tháng qua thì cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý cho những cái sự kiện này rồi các bạn và ngay bây giờ đó thì giảm ba phần trăm cũng chưa có gì gọi là quá gây gớm nữa các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem tình hình như thế nào nhưng mà còn một khả năng nữa các bạn đó chính là chúng ta nó tới Bitcoin Cash. Tuy chúng ta nói tới Bitcoin đã giảm 3% nhưng mà Bitcoin Cash giảm tới 6% ngày hôm nay. Các bạn đã nhớ thường chia sẻ đó là những cái chủ nợ như nạn nhân họ sẽ nhận được Bitcoin và Bitcoin Cash thì có khả năng là có một số người họ sẽ bán Bitcoin Cash các bạn tại vì lòng tin như Bitcoin Cash có thể là sẽ không bằng Bitcoin đâu cho nên sẽ dẫn đến là có người họ sẽ bán Bitcoin Cash của mình và đổi qua Bitcoin. Điều đó cũng có thể xảy ra dẫn đến là chúng ta nhìn thấy Bitcoin Cash hôm nay đã xuống nhiều gấp đôi Bitcoin hiện tại. Và dựa theo Crypto khoan CEO đó thì khi mà nhìn vào cái dòng tiền trên sàn Kraken thì mặc dù các chủ nợ của Malgox đã nhận được cái số lượng Bitcoin ở khoảng chừng là 6 bây giờ trước rồi nhưng mà chúng ta thấy được là không có nhiều động tĩnh từ châu Mỹ nghe là chúng ta không có thấy cái sự gia tăng khối lượng giao dịch trên sàn Kraken cũng như không thấy là có nhiều động tĩnh là rút tiền ra khỏi sàn Kraken hiện bây giờ Và bây giờ đó là phiên giao dịch ở châu Á các bạn không biết những nhà đầu tư ở châu Á đó có tiếp tục đồ hay là chúng ta thấy cái lực xả đến từ châu Á mạnh hơn là châu Mỹ khi mà họ nhận được cái số lượng BTC này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để nói tình hình của Bitcoin Smart ETF thì có thể là hôm nay là cái ngày đầu tiên trong một khoảng thời gian dài chúng ta có ngày có dòng tiền âm các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là ngược lại với dòng tiền đi vào những quỹ Ether Spot ETF hôm nay cũng khá là hùng hậu ngoại trừ là chúng ta có cái lực bán đến từ Grayscale còn lại đó thì đều là dòng tiền dương nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là dòng tiền vào Bitcoin đó thì lại là dòng tiền âm và không phải là âm nhiều lắm các bạn hiện bây giờ các bạn nhìn thấy được chúng ta có dòng tiền âm là 149.9 triệu đô la nhưng mà chúng ta thấy được là BlackRock đó, thì ngày hôm nay đã thu vào 72 triệu có nghĩa là cái dòng tiền âm đâu đó là khoảng chừng là 77 triệu hiện bây giờ có nghĩa là cũng âm nhưng mà không phải là nhiều lắm so với những cái nhà chúng ta có dòng tiền dương trước đây thì nhiều người cũng khó hiểu là chúng ta nhìn thấy tại sao mà chúng ta có dòng tiền dương à, thậm chí là trong những cái lúc mà chúng ta có giá Bitcoin giảm xuống cái tay không chừng là hai ba tuần đó lúc mà nhiều người lo lắng thì những quỹ Bitcoin spot ETF vẫn thu vào nhưng mà hôm nay đó tình hình cũng không phải tệ lắm đâu tuy Bitcoin giảm không chừng là ba phần trăm nhưng mà không phải là giá trở về dưới 60.000 đô các bạn giá vẫn là 65 mươi lăm thì tại sao lại có dòng tiền âm thì cũng không rõ đó các bạn có khả năng đây là một khả năng mà thôi có thể là ngày hôm nay đó chúng ta có một số người họ đã quyết định là họ sẽ đa dạng hóa vào Ethereum có nghĩa là thay vì họ chỉ đầu tư Bitcoin mà thôi bây giờ họ có thể đa dạng hóa giả sử như họ muốn lưu trữ 70% Bitcoin 30% Ethereum thì họ sẽ cân bằng lại bằng cách là họ đổi cái chứng chỉ Bitcoin ETF thành chứng chỉ Ethereum thường không có bằng chứng xác thực các bạn nhưng mà đó cũng là một cái khả năng tại vì không nghĩ cái lý do tại sao mà dẫn tới cái dòng tiền âm cho Bitcoin spot ETF ngày hôm nay nếu là khó hiểu không bắt đầu ngày mà giá giảm mạnh hay là có tin tức gì lớn đâu các bạn. Tin tức mà lớn đó chúng ta nói tới chính là liên quan tới Maogox nhưng mà cái tin tức này đó cũng không phải tin tức gì mới chúng ta cũng đã biết là Maogox sẽ trả tiền và sẽ có người bán trong mùa hè này, không có vừa là mới mẻ hết các bạn. Các bạn nghĩ sao? Tại sao hôm nay lại có dòng tiền âm các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà đó là suy nghĩ của thuần hiện bây giờ và tuy là như vậy đó chúng ta cũng nhìn thấy được là cái quỹ Bitcoin ETF ở Úc đó cái quỹ Monochrome đó thì cũng đã cập nhật ngày hôm nay các bạn. Và đây là cái quỹ mà hoạt động từ tháng 4 cho tới bây giờ thì chúng ta thấy quỹ này ra là quỹ không có lớn nhưng mà chúng ta cũng thấy họ cũng tích lũy đều đặn và cho đến ngày hôm nay đó họ đã có 94 BTC các bạn. Nghĩa là họ lưu trữ không tới 10 triệu đô la Bitcoin nhưng mà cũng coi như là một cái sự ủng hộ đối với thị trường này có nhiều bạn hỏi Thuận nữa là có lo lắng khi mà công ty này lưu trữ như Bitcoin họ sẽ bán sau này hay là chúng ta nói tới à, những quỹ Bitcoin Smart ETF họ sẽ bán sau này thì giá cả sẽ ra sao? Thuận đã từng chia sẻ quan điểm của mình rồi, cái đó không phải là điều mà Thuận quan tâm đâu các bạn. Thật ra cái điều mà Thuận quan tâm đó chính là cái thông tin cho bạn đang nhìn trên màn hình. Coinbase đã chia sẻ ngày hôm qua là họ là công ty lưu trữ tài sản cho 10 trong số 11 Bitcoin Spot ETF và 8 trong số 9 ETF hiện tại các bạn có thể nhìn thấy được là cái sự lưu trữ đó rất là tập trung các bạn tập trung vào sàn Coinbase hiện bây giờ và sàn Coinbase cho dù chúng ta chưa từng nghe nói tới bị hát trong vòng khoảng chừng là bảy tám năm qua các bạn thật ra thuận cũng không biết là sàn Coinbase có bây giờ bị hát hay chưa nhưng mà trong vòng bảy tám năm qua đó thì chúng ta chưa hề nghe tới tới là sàn Coinbase bị hát và chúng ta cũng biết đây là một sàn rất là lớn tại Hoa Kỳ nhưng mà với cái số lượng mà họ lưu trữ nhiều như vậy thì lỡ như có chuyện gì thì sao các bạn cho nên đây là một cái mà thuận lo lắng dài hạn hơn không phải là bây giờ các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được đó là những cái tình trạng xấu nhất nó không có xảy ra khi mà thị trường đang tốt đâu các bạn nó chỉ xảy ra khi mà thị trường đang xấu và tiếp tục trở xấu mà thôi các bạn thấy được là những công ty họ phá sản không phải đó là cái lúc năm 2021 lúc đó không phải là cái lúc mà chúng ta thấy những công ty như là Voyager, Celsius, FTX phá sản những lúc mà thị trường bắt đầu là đi vào mùa đông rồi để chúng ta mới bắt đầu thấy là những công ty đó gặp vấn đề có thể hiểu như thế này, lúc mà mọi thứ tốt đó thì nhiều người cũng không muốn quan tâm đâu các bạn Dòng tiền đó thì nó chảy khắp nơi à, Những dự án đi có thể kêu gọi được vốn Và chúng ta nhìn thấy được là tiền trong thị trường này đã nhiều không thể đếm Nhưng mà khi mà thị trường xấu rồi đó các bạn, kêu gọi vốn đó vài triệu cũng không có luôn Và đó là những lúc mà chúng ta nhìn thấy được là nhiều công ty họ mất tính thanh khoản dẫn đến là họ bị phá sản Và một câu nói nổi tiếng mà tôi nghĩ nhiều bạn đã từng nghe rồi trong đầu tư đó Đó chính là khi thủy chiều lên, nâng tất cả các thuyền khi mà thủy chiều xuống đó, thì chúng ta mới biết là ai đi bơi không bận quần chúng ta thật sự cần cái sự đa dạng hóa trong việc lưu trữ ether và lưu trữ bitcoin trên những cái quỹ ETF này các bạn nhưng mà rất là khó để mà đa dạng hóa tại vì chúng ta thấy được là những cái công ty này đó thì họ bây giờ chỉ tin tưởng coinbase mà thôi tuy nhiên họ sẽ tin tưởng hơn nếu như mà có một công ty lớn hơn một ngân hàng mà đã có tên tuổi các bạn nhưng mà cái điều khó đây những ngân hàng họ không có tham gia vào để mà lưu trữ tài sản crypto được Chính là cũng tại vì cái quy định Sáp 121 các bạn, cái quy định liên quan đến kế toán Mà khiến cho những ngân hàng Họ không tiếp cận được với thị trường này Cái quy định mà chúng ta đã bỏ phiếu Để có thể bãi bỏ, cuối cùng Thì bị phủ quyết bởi Tổng thống Biden Các bạn đã nhớ rồi, đây chính là lý do Tại sao chúng ta phải bãi bỏ cái quy định sáp 121 nhưng mà đã không thành công các bạn. Cho đến khi nào mà chúng ta bãi bỏ được quy định sáp 121 ra thị trường này nó mới đa dạng hóa hơn các bạn. Cái tài sản có thể được lưu trữ nhiều nơi và nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta chỉ có thể là tin tưởng Coinbase không có vấn đề gì. Chứ nếu không đó thì uh, có thể là chúng ta phải chờ rất lâu mới có Bitcoin 100.000 đô các bạn. Và chúng ta cũng có cái công ty Bitwise họ cũng đã công bố cái địa chỉ ví của họ một cách công khai. Những công ty khác thì họ không có công bố các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là Arkham Intel thì cũng đã tìm được địa chỉ ví liên quan tới Ethereum ETF cho những cái quỹ như là Trayscale BlackRock, 21Share để chúng ta có thể theo dõi hàng ngày. Nhưng mà cái thường quan tâm nhiều hơn đó chính là dòng tiền như thế nào các bạn. Đó là điều thường sẽ tiếp tục cung cấp hàng ngày với các bạn. Và chúng ta hãy xem coi là với cái tình hình ngày hôm nay đó thì chúng ta nhìn thấy là giá Bitcoin đã giảm 3 phần sau khi mà chúng ta thấy có lực bán xuất hiện từ những cái chủ nợ của Malgox thì hiện bây giờ đó phần trăm bịt cho có lời là bao nhiêu? Hiện bây giờ phần trăm bịt cho có lời đó là 87.02% các bạn ở mức là 65.900 đô ở trên Classno hiện tại. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin khác các bạn mà cũng rất nổi bật ngày hôm nay. Thì chúng ta có một cái thông báo đó đến từ Bitcoin Magazine các bạn. Theo thường biết đó, David Bailey cũng là người mà tổ chức cái Bitcoin Conference cho nên ông biết rất là rõ Và công ty của ông đó thì đang đàm phán với lại đội của phó tổng thống Kamala Harris Về việc bà tham dự hội nghị Bitcoin Conference tuần này Các bạn đã nhớ tuần này là cái tuần mà sẽ có cái hội nghị Bitcoin Sẽ bắt đầu diễn ra đó vào ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, nghĩa là hai ngày nữa các bạn Và Kamala Harris đó, có thể tới tham dự Bitcoin Conference và có thể nói gì cũng được Nhưng mà chỉ có một cách để lấy được sự ủng hộ từ cộng đồng crypto bây giờ Đó chính là phải kêu gọi Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức mà thôi các bạn Cho nên bà có tới đi nữa đó Tôi nghĩ là bà cũng không có thể nói được gì khiến cho cộng đồng ủng hộ đâu Nếu như mà bà nói bà sẽ kêu Gary Gensler từ chức tôi nghĩ đó là cách duy nhất để khiến cho cộng đồng crypto ủng hộ hơn nhưng mà chúng ta thấy được là việc mà bà đến hội nghị Bitcoin conference cũng chưa có chắc chắn theo thùng biết đó thì chúng ta sẽ biết quyết định vào ngày hôm nay hay là sáng mai gì đó có những cái thông tin à, tôi nghĩ đang được lan tỏa đó là bà đã nhận lời rồi cái đó là nghĩ là một cái sai lầm của tại Fox tại vì họ đã đưa ra cái thông tin là bà đã nhận lời rồi nhưng mà sau đó họ cũng đã chỉnh sửa lại, họ nói là ồ, bên đội của Phó Tổng thống Kamala Harris thì vẫn đang suy nghĩ về việc có nên xuất hiện tại Bitcoin Conference hay là không tại vì các bạn nên biết đó là đây là một cái hội nghị rất là lớn không những là có những tên tuổi trong thị trường tài chính mà có cả cù tổng thống donald trump có cả ứng cử viên robert f kennedy các bạn nếu như mà bà xuất hiện đó thì cái hội nghị bitcoin conference năm nay đó nó sẽ lớn kinh khủng luôn các bạn nhưng mà có một điều đã được chia sẻ bởi tỷ phú mark cuban các bạn đã biết đó mark cuban là một trong những người mà rất ủng hộ crypto và cũng là một trong những người mà đã dẫn đầu kêu gọi là hai đảng phải ngồi lại và đưa ra chính sách crypto hợp lý. À, nếu như không đó, thì sẽ bị mất mát rất lớn trong Hoa Kỳ khi mà những cái nhân tài, những công ty crypto sẽ rời khỏi Hoa Kỳ. Và Mark Cuban cũng là một trong những người mà đã tham dự cái hội nghị bàn tròn với lại bên của tổng thống Joe Biden gần đây đó. Thì các bạn thấy được là Mark Cuban đã chia sẻ là các cố vấn thân cận của Kamala Harris đã liên hệ với Mark Cuban và họ muốn hiểu thêm về chính sách crypto Và Mark Cuban nói là tôi nhận được nhiều câu hỏi từ phía cô ấy về crypto Cho nên tôi coi đó là một dấu hiệu tốt Phản hồi mà tôi nhận được mặc dù là chưa được xác nhận bởi phó tổng thống Là cô ấy sẽ cởi mở hơn đối với lại kinh doanh trí tuệ nhân tạo và crypto đó chính là cái sự chia sẻ đến từ tỷ phú Mark Cuban các bạn cũng có thể là bà phó tổng thống Kamala Harris à, thực sự là đang suy nghĩ đến là ủng hộ thị trường này để có thể có được cái sự ủng hộ và tiền nguyên góp và chúng ta thấy được là cụ tổng thống Donald Trump cũng sẽ đến cái hội nghị này và chúng ta cũng đã nói khá là nhiều và thậm chí đó có những cái à, sự chia sẻ đến từ CNBC các bạn đây chỉ là một tin đồn mà thôi nhưng mà tin đồn bây giờ đó là cụ tổng thống Donald Trump có thể tuyên bố nếu ông là tổng thống đó thì ông sẽ tích hợp Bitcoin vào ngân khố của Hoa Kỳ có thể bắt đầu tích lũy giống như là vàng hay gì đó chúng ta không biết một trăm phần trăm như thế nào các bạn nhưng mà tin đồn này đã không phải là chỉ có trên X không phải là chỉ những người chúng ta nói với nhau đó các bạn mà đây là tin đồn được nói đến bởi những đại lớn như chúng ta nói tới là đại CNBC ngày hôm qua tôi đã chia sẻ video với các bạn và hôm nay trên đài Fox News họ cũng đã nói tới tin đồn này đương nhiên đây chỉ là một tin đồn mà thôi và khi mà thuận chia sẻ thông tin này đó thì nhiều người nói là suy nghĩ diễn dòng nhưng mà nó có thật sự diễn dòng hay là không các bạn chúng ta cũng đã thấy được là Bitcoin đã đi xa như thế nào rồi có thể nói được là ngay bây giờ nếu như mà các bạn trở về cách đây 4 năm hay là cách đây khoảng chừng là 6-7 năm khi mà kênh thành lập Không thể nào mà Thuần tưởng tượng được là trong vòng 7 năm Bitcoin có đi xa tới như vậy các bạn Thuần thì đương nhiên tin tưởng là Bitcoin sẽ được chấp nhận bởi những quốc gia Nhưng mà Thuần không nghĩ nó nhanh như vậy trong thời gian chỉ 7 năm mà thôi đó chúng ta đã đến cái lúc mà những quốc gia họ đã ra quyết định ủng hộ Bitcoin rồi và những ứng cử viên tổng thống đã trở thành một phần giống như là cuộc chính trị rồi các bạn nó nhanh hơn thần tượng rất là nhiều có thể nói là cái sự chấp nhận của phố Wall đó cực kỳ nhanh rồi các bạn năm 2021 giống như là trong vòng một đêm tới sáng đó phú Wall hoàn toàn ủng hộ thị trường này một cách là không thể tưởng tượng được các bạn có thể nói đó là cái sự chấp thuận Bitcoin đó nhanh hơn nhiều người nghĩ rất là nhiều cho nên đó, cái việc này có thể là nói ra nghe như là điên rồ các bạn nhưng mà nó không có thật sự điên rồ đâu trong cái thế giới chúng ta đang sống hiện bây giờ có thể nói được là cách đây vài năm đó nếu như mà các bạn nói thuần bitcoin sẽ đạt tới một triệu đô la thì không phải được thông tin các bạn nhưng mà thường cứ nghĩ đến là nếu bitcoin đạt một triệu đô la thì thế giới này sẽ là một cái thế giới như, như thế nào nhưng mà bây giờ đó bitcoin một triệu đô la là một điều mà thường cảm thấy được là hoàn toàn có thể với cái tốc độ in tiền hiện bây giờ và cái thế giới ta đang sống hiện bây giờ đó nó còn điên rồ hơn các bạn nghĩ chúng ta từng nói đến đây là một cái thế giới bận hành bởi nợ các bạn khi mà những chính phủ có rất là nhiều nợ công hiện bây giờ các bạn và tiền nó được in ra liên tục chi tiêu cực kỳ nhiều và thậm chí chúng ta nhìn thấy được là ngân hàng đó thì lại hoạt động ở trong một cái cơ chế gọi là fractional reserve có nghĩa là khi các bạn gửi tiền vào ngân hàng đó thì tiền các bạn không còn ở đó họ chỉ giữ lại khoảng chừng là 10% phần hay gì mà thôi tùy theo cái quốc gia các bạn đang ở rồi sau đó họ cho vay phần còn lại có nghĩa là khi các bạn gửi tiền vào ngân hàng đó thì các bạn lên trên cái ứng dụng ngân hàng các bạn thấy được ồ oh, trên cái account của mình thì bây giờ là có uh, 1 triệu đô la, 100 000 đô la, 10 000 đô la gì đó nhưng mà thật ra đó không phải là số dư mà đó là giấy nợ các bạn cái số các bạn nhìn thấy trên màn hình chính là cái số ngân hàng đang nợ các bạn cái tiền đó đã không còn nữa rồi đó là cái thế giới chúng ta sống hiện bây giờ khi mà chúng ta có 5% phần trăm của cái số lượng người đến rút tiền nên ngân hàng có thể bị phá sản khi mà chúng ta có phép tăng lãi suất đã dẫn đến hàng loạt những ngân hàng nhỏ bị phá sản tại Hoa Kỳ đó chính là cái thế giới chúng ta đang sống hiện bây giờ và chúng ta thấy được là cái thế giới chúng ta đang sống đó là cái thế giới mà nợ công dẫn đến là cái chi tiêu mà phải trả cái tiền lãi hàng năm ở Hoa Kỳ đã vượt quá 1.000 tỷ đô la cái con số nó cực kỳ kinh khủng các bạn, kinh khủng cỡ nào? Các bạn có biết năm nay là năm đầu tiên đó mà cái tiền lãi phải trả cho công trái phiếu của Hoa Kỳ, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ phải trả tiền lãi đó, không phải là tiền vốn các bạn, tiền lãi, còn nhiều hơn cả chi tiêu quốc phòng các bạn các bạn có thể nghĩ chúng ta đang sống trong một thời kỳ nó kỳ lạ như thế nào và chúng ta cũng thấy hôm nay đó Elon Musk cũng chia sẻ một cái bài đến từ Shibitoshi Nakamoto thì cái bài này đó là liên quan đến ước tính là khoảng 76% của tất cả thuế thu nhập của Hoa Kỳ 76% của thuế thu nhập Hoa Kỳ chỉ được dùng để mà trả lãi của công trái phiếu mà thôi trong cái thế giới như thế này các bạn thật sự nghĩ là một quốc gia như là Hoa Kỳ nền kinh tế lớn nhất trên thế giới thông báo là sẽ lưu trữ Bitcoin như tài sản quốc gia là một cái suy nghĩ điên rồ Thuận không nghĩ gì đâu các bạn Đương nhiên đó, Thuận không thể nào chắc chắn được là cụ thông tố nào Trump sẽ đến khi nào Và có thể là phải tốn một thời gian dài hơn là chúng ta nghĩ Nhưng mà một ngày nào đó Thuận tin là những chính phủ sẽ bắt đầu tích lũy Bitcoin các bạn Và thật ra nó đã có rồi Chúng ta đã thấy là El Salvador đã tích lũy một Bitcoin mỗi một ngày Như là chúng ta cũng đã biết trong thời gian mấy năm qua và chúng ta cũng biết những quốc gia bây giờ họ cũng đã lưu trữ một số lượng Bitcoin giống như là ở Hoa Kỳ đó Họ cũng có khoảng chừng là 200 ngàn Bitcoin các bạn Họ có thể bắt đầu từ đó Và nếu như mà quốc gia nào không có tích lũy đó Mà đột ngột một quốc gia nào đó nói là họ tích lũy Thì chúng ta sẽ được là Game Theory sẽ lại được kích hoạt các bạn Những quốc gia khác đó họ cũng sẽ phải tích lũy mà thôi Đó là những gì mà Thuận tin tưởng trong tương lai còn tuần này đó thì ai biết được là khu cool, thông thống nào no, trong sẽ nói gì các bạn. Thuận thì có cái tâm lý đó là cứ nghĩ sẽ là một cái ngày bình thường. Nếu như mà có bất ngờ nào đó Thuận sẽ chia sẻ với các bạn. Và như mấy nào quan tâm đó thì Hot Talker cũng sẽ đến cái Họ nhiều nghị Bitcoin lần này các bạn. Không biết có ai là fan của Hot Talker hay là không. Các bạn hãy comment ở bên dưới. Và ở Las Vegas chúng ta cũng có một cái quảng cáo các bạn Các bạn đã biết là Las Vegas thì có một cái quả cầu, một cái spear Các bạn có thể mua quảng cáo và Crypto.com để mua một cái quảng cáo liên quan tới Bitcoin các bạn Cũng khá là hấp dẫn để thuận cho các bạn xem nó như thế nào Rồi chúng ta sẽ nói tiếp các bạn nó như thế này Đây là cái logo của Crypto.com các bạn không biết là họ mua quảng cáo này đã tốn bao nhiêu tiền Cũng rất là đẹp luôn Các bạn nhìn thấy được là ở Las Vegas Thì từ tứ phía các bạn có thể nhìn thấy Cái quảng cáo liên quan tới Bitcoin như thế này mà đây là cái quảng cáo bitcoin trên las vegas beer của crypto.com chúng ta cũng còn một vài thông tin khác mình muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này chúng ta có thượng nghị sĩ Senator đã viết một cái bản nghiên cứu về lý do tại sao Hoa Kỳ không nên đánh thuế nặng vào các công ty đào Bitcoin và tại sao Hoa Kỳ nên ủng hộ việc đào Bitcoin các bạn đây là cái bài viết được chia sẻ bởi thượng nghị sĩ Senator đây là một thượng nghị sĩ hiện tại Hoa Kỳ các bạn một trong những người mà rất ủng hộ thị trường này và cũng là một trong những người mà sẽ đến hội nghị Bitcoin Conference thì đây là cái bài cũng không phải đi dài lắm các bạn thường cũng đã đọc qua rồi khoảng 10 trang mà thôi. Thì nói chung nó đây là cái bài để mà phản ánh lại cái suy nghĩ của tổng thống Joe Biden về việc là ông muốn đánh thuế những công ty đào crypto 30% các bạn thì điều này nó sẽ đi ngược lại với lại cái tiêu chí của Hoa Kỳ. Bà sẽ có nhiều hại hay là lợi các bạn Tóm lại đó thì việc ủng hộ đồng Bitcoin đó đối với bà sẽ mang lại nhiều lợi ích so với việc đánh thuế cao như là đề xuất của chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Việc đánh thuế cao đã sẽ khiến cho những thợ đào rời khỏi Hoa Kỳ và chuyển sang những quốc gia khác. Và đó là điều mà bà nghĩ là không nên. Chúng ta nên ủng hộ việc bị Bitcoin ở Hoa Kỳ. Chúng ta còn ba thông tin nữa liên quan đến crypto thì muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà thuận chuyển qua để mà nói về tình hình tài chính nói chung tại vì hôm nay đó cũng có một số thông tin liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến tổng thống Joe Biden và liên quan đến phó tổng thống Kamala Harris Thì chúng ta có một công ty Có tên là Libre các bạn Đây là cái thông tin Cho những người nào Mà là fan của Solana Thì công ty Libre này đó Họ đã ra mắt Một cái sản phẩm Token hóa mới Của Hamilton Land Gọi là Scope Senior Credit Fund Trên Solana các bạn Và đây là một cái Quỹ thường hiểu Liên quan đến Trái phiếu của những công ty Nhưng mà cái trái phiếu này sẽ được token hóa trên mạng lưới của Solana các bạn và những cái chuỗi tương thích với lại Ethereum. Chúng ta cũng đã nghe nhiều những cái quỹ được token hóa trên Ether rồi nhưng mà đây là cái quỹ đầu tiên được token hóa trên Solana. Và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới sàn Gate.io các bạn Họ nói là họ sẽ chấm với dịch vụ tại Nhật Bản Và sàn Gate.io đó nói là họ đã tạm dừng việc mở tài khoản mới cho người dùng tại Nhật Bản kể từ ngày 22 tháng 7 Và họ cho biết đó là sẽ hỗ trợ khách hàng muốn chuyển sang những sàn khác tại Nhật Bản Một báo cáo cho rằng quyết định này đã được đưa ra để mà ứng phó với áp lực pháp lý và yêu cầu tuân thủ từ cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản là FSA còn về tình hình chung của thị trường tài chính thì các bạn nhìn thấy được là chứng khoán ngày hôm nay thì không có thay đổi nhiều các bạn nhìn thấy được là không có xuống bao nhiêu chúng ta có chỉ số Nasdaq xuống chỉ có 0.09% mà thôi hai chỉ số còn lại ra xuống chỉ có 0.1% Pre-market thì bây giờ ra thì đang là màu đỏ các bạn chỉ số Nasdaq đó thì đang giảm 0.55% đây là chỉ số hợp đồng tương lai và chúng ta có nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì hôm nay mức là 77 đô 27 cent một lần nữa dưới 80 đô hợp đồng của vàng đó thì hôm nay tăng nhẹ một chúc các bạn ở mức là 2.414 đô cho một ounce vàng về thông tin á, thì chúng ta thấy được là phó tổng thống Kamala Harris đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ cần thiết từ các đại biểu tính đến tối ngày hôm qua đó bà đã có được sự ủng hộ của 2.668 đại biểu để mà giành được cái đề cử ứng cử viên của tổng thống của đảng của bà thì những cái đại biểu này đó, đã bày tỏ sự ủng hộ sơ bộ đối với là bà Harris nhưng mà họ vẫn sẽ cần phải chính thức hóa cái phiếu bầu của họ trong những tuần tới và chỉ định một ứng cử viên chính thức vào ngày 7 tháng 8. thì ngoại trừ là có yếu tố bất ngờ gì đó, cuộc chiến này đã sẽ là giữa cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris hiện bây giờ các bạn. và chúng ta cũng đang thấy là đối với lại cựu tổng thống Donald Trump nó gần đây có nhiều những cái thông tin liên quan đến ông có thể nghĩ đến việc là chọn Jamie Dimon như là CEO hoặc là Larry Fink. BlackRock CEO cho cái vị trí bộ trưởng bộ tài chính Hoa Kỳ nếu như mà ông đắc cử. Hôm nay ông đã đứng chính là ông chưa từng nghĩ đến là sẽ uh, liên hệ hai người này cho cái chức vụ là bộ trưởng bộ tài chính. Có nghĩa là cái thông tin như nhận được đó là không tin không đúng sự thật các bạn. Thông tin liên quan đến Jamie Diamond được chia sẻ nhiều hơn và tôi cũng đã có những cái uh, suy nghĩ trong cái uh, video cái đây vài ngày. Còn về thông tin về Lefin thì tôi không biết là cái thông tin đó từ đâu mà ra. Chứ còn thông tin uh, về uh, Cụ Tổng thống Donald Trump lựa chọn Jamie Dimon Đó là thông tin được chia sẻ thường nhớ Bởi cái uh, tờ báo Financial Times Nhưng mà bây giờ đã bị bác bỏ Bởi cụ Tổng thống Donald Trump Có nghĩa là hiện bây giờ Ông vẫn chưa có nghĩ đến vị trí này hiện bây giờ Vẫn là một cái vị trí trống Nếu như là ông là người đắc cử Tổng thống năm nay và đối với lại uh, tổng thống joe biden uh, thì các bạn thấy được là có rất là nhiều cái nghi vấn liên quan tới việc là ông đã quyết định rút lui nhưng mà không ai thấy ông ngoài đời hết thì uh, đã có nhiều video ngày hôm nay các bạn ông đã trở lại nhà trắng và ông cũng đã khỏe bệnh rồi như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì uh, coi như là những tin đồn trên mạng đó liên quan tới việc là ông đã gặp rủi ro gì đó đó không có đúng sự thật đâu các bạn ông cũng đã xuất hiện nhiều lần ngày hôm nay. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, binance, XM, Binance, alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn